Sở Y tế Yên Bái cho biết vừa ghi nhận một nhân viên của khách sạn Như Nguyệt 2 tại thành phố Yên Bái dương tính với SARS-CoV-2 sau khi tiếp xúc với đoàn chuyên gia Ấn Độ đang cách ly tại đây. Do lo ngại người này nhiễm COVID-19 chủng mới đang hoành hành tại Ấn Độ, nên Sở Y tế đã ngay lập tức chuyển người này xuống Hà Nội để xét nghiệm, xác nhận và điều trị. Trước đó, ngày hôm qua 26 tháng 4, Sở Y tế tỉnh Yên Bái tổ chức lấy mẫu xét nghiệm lần 4 cho 7 trường hợp F1 là 4 chuyên gia Ấn Độ được cách ly tại Yên Bái và lấy mẫu lần 2 cho một trường hợp F1 là nhân viên khách sạn và một cán bộ y tế tại khu cách ly tập trung khách sạn như người hai. Kết quả có một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, 8 trường hợp còn lại có kết quả âm tính. Trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là nam giới, 63 tuổi, nhân viên khách sạn có tiếp xúc với đoàn chiến gia Ấn Độ nhập cảnh từ ngày 18 tháng 4. Trong đoàn đã có 4 ca dương tính trước đó. Ca bệnh đã được cách ly tập trung nghiêm ngặt từ ngày đầu tiếp xúc với đoàn chuyên gia tại khách sạn. Bệnh nhân chưa biểu hiện triệu chứng bệnh COVID-19. Hiện bệnh nhân đã được chuyển đến bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương điều trị. Như vậy, đến nay, liên quan đến đàn chuyên gia và thân nhân người Ấn Độ nhập cảnh về Yên Bái ngày 18 tháng 4 năm 2021, có tổng cộng 5 người dương tính với SARS-CoV-2, 4 chuyên gia Ấn Độ và 1 người Việt Nam.